Cái Tết xóa tuổi vong nhân của truyền thống dân tộc Giao thì có từ lâu đời. Tôi cũng không rõ là năm nào nữa, thế kỷ nào nữa. Nhưng dân tộc Giao chúng tôi vẫn duy trì năm nào cũng như năm nào. Và đến hiện nay bây giờ. Nhưng mà ngày xưa kinh tế chưa phát triển thì dân nghèo thì nó lại khác. Nhưng mà bây giờ kinh tế phát triển, cuộc sống nó đầy đủ thì hầu như là năm nào có gia đình đông thì cũng mời đến khoảng chục mâm. Gia đình bình thường cũng 5-6 mâm. Nhưng mà cái nội dung thì cái Tết rằm tháng 7 tức là xóa tội vong nhân có nghĩa là về âm thiên quan cũng xóa tội. Về dương thì những cái người có tội thì cũng phải tha tội. Về phía chính quyền địa phương thì đây là một cái truyền thống của đồng bào dân tộc Giao, cho nên là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân là duy trì phát huy. Và đặc biệt là trong năm 2021 này, tình hình dịch bệnh COVID-19 thì diễn biến rất phức tạp, thì đối với địa phương thì cũng đã chỉ đạo tuyên truyền cho bà con nhân dân thì vẫn tổ chức Tết nhưng mà hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, vẫn có thể cúng tổ tiên rồi thực hiện các nghi lễ theo đúng phong tục tập quán, nhưng mà hạn chế là tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh theo quy định.